Đây. Đấy giải trích thư này. Cái đoạn trên này là thay đổi vị trí này. Cái đoạn dưới này này là thay đổi màu này. Thích chú thích tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt. Hả? Tiếng Việt à? Nhưng mà các em phải tập dùng tiếng Anh dán. Thay đổi màu chữ này. Đấy. Chỗ này là thay đổi vị trí này. Rồi. Bây giờ vị trí phần trên này là mình trừ trừ đúng không? Bây giờ giả sử các em muốn nó random thì random rồi mình dùng thêm một cái khác để dùng random. Tạm thời cái này cho vào chú thích nhá. Đây. Đây cho chú thích này. Này, ăn chú thích đi. Bây giờ các em muốn cho nó vị trí random. Đây. Vị trí ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thì hay là random đúng không? Bắt đầu là đang đường thì đang đu, anh bảo là đang đu vậy. Đang đường đúng rồi, đây. Lúc này các em dùng thêm một cái đối tượng mới tên là đang đu. Tên là cái này, gọi là lòng. Cũng là cái thực tiền. Vì dương nhiên các em dùng thêm một là cái lớp, có lớp đang đu, các em lấy các đối tượng có liên quan đang đu này. Đặt tên là đang này, bằng new đang đu. Và bây giờ chỉ cần gắn cái location này nb copy die này chấm location đúng không, đây khai báo một điểm mới new point, cái điểm mới sẽ có tốc độ x khi mới theo các em index này bằng lan này chấm net này, đây cái hàm lan chấm net này nó sẽ tạo ra một cái giá trị tan dung trong cái giá trị mình điền vào max value hạn tan dung 1000 thì nó sẽ tạo có giá trị tan dung từ 1 hay là 0 gì đấy, nó chạy tan dung từ giá trị nhỏ hơn 1000 là 1 phải 1 cho đến 999. Và bên cạnh này có một cái loại khác đó là các em thể mẫu đơn này. 1 đầu tiên là không có gì này. Next là random bình thường này. Sau là tiếp theo next này, max value là giá trị lớn nhất này. Đây giá trị vượt trên của nó này. Là bằng cái giá trị truyền vào này. Còn một hàm nữa đó là nó chạy trong cái khoảng từ min đến max, các em thể truyền vào giá trị random các em muốn là trong cái đoạn nhỏ nhất là bằng 1 này. À này. Và giá trị lớn nhất em muốn truyền vào bằng chính kích thước của cái form đấy. Tên là bằng zip này, chấm width để giá trị lớn nhất của con đấy. Đấy là đang đung trong cái đoạn đấy, thấy vị trí chấm x. Thế còn chấm y, em khám bằng y này, bằng lan, chấm next này. Chấm y các em muốn cho thành 1 này, đến zip này, chấm 2, tức là chiều cao đúng không? 2, đấy. Tức là lấy theo chiều rộng mà. Y chiều dọc thì lấy theo chiều 2, à lấy theo thuộc tính 2, còn chiều rộng mình theo width, đấy. Trong này các em chỉ cần khai báo điểm mới là tính bằng x y đang đung được, x và y, đấy, thế thôi. Chính là tức mình sẽ có một cái tọa độ copy die này random chạy nhặt long quang luôn, em nhìn này, thấy không? Ôi nhanh chưa, nó an toàn nào chưa? Cái đấy nhanh quá rồi, anh chỉnh cho cái interval nhỏ đi một chút để em nhìn nó đỡ mọi mắt hơn. Đây. Interval em để cho 100, tức là 1 phần 10 giây thì mình thực hiện một lần. Đấy, nhẹ nhàng đâu. Đấy rồi, đây là random. Các em thấy đơn giản không? Và thậm chí chúng ta phải dùng một cái này để vẽ bằng được. Thế cái đấy có những cái phần cửa tròn mở rộng thêm mình cho vui vui thế đấy là ngoài này thôi. Và cái random này, đây là demo vị trí. Và đây các em thể nhìn thấy cái này là quan trọng nhất là cái chỗ đoạn trên này. Random luôn là chỗ này, random.next này. Đến max cái min. Tức là cái này có thể dùng trong các trường hợp khác như các em muốn lấy giá trị ngẫu nhiên trong một cái mảng hay cái một cái gì đấy mà các em muốn giá trị người ta không cần nhập vào mà giá trị là bộ ngẫu nhiên ấy. Thì mình sẽ dùng cái random để tạo ra. Còn áp dụng trường hợp này chẳng qua mình đến vị trí thôi. Các em dùng trong rất nhiều trường hợp khác, ví dụ random cái giá trị của mảng này hay một cái giá trị chuỗi nào đấy, nó mình gắn vào cái này. Giả sử như cái phần về có một số bài toán về ngẫu nhiên ấy, hay cái trò chơi thì các em dùng cái này để lấy random. Và trong cái chương trình trước anh gửi của em có cái phần về hình sao hay là các vị trí nó thay đổi như dùng thì chính là dùng cái random này. Bởi vì mình sẽ không thể xác định các tọa độ được nó một cách tương tự được, phải dùng cái random này, bắt buộc phải dùng cái đấy thì tạo ra các hình như kiểu hình sao này. Anh hiểu trên bầu trời có cái vì sao như nào nháy chỗ đầu kia dùng cái này để tới vị trí của nó. Tạo thử cái random thế nhá. Bây giờ hướng dẫn bọn em dùng về cái mảng